Theo quy định tại thông tư số 04 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì cách tính lãi khi rút trước hạn một phần khoản tiền gửi giúp quyền lợi của khách hàng được đảm bảo tốt hơn. Đồng thời, chính sách này có ý nghĩa ngay cả đối với ngân hàng trong bối cảnh cần nguồn vốn huy động như hiện nay. Để hiểu rõ hơn về lợi ích của cả ngân hàng và khách hàng, mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây. Trước đây, bà Qua gửi tiết kiệm 200 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng. Mới gửi được 2 tháng thì bà cần gấp 50 triệu đồng. Theo quy định, bà đành phải rút toàn bộ 200 triệu đồng trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn rất thấp. Thế nhưng theo quy định mới từ ngày 1 tháng 8, nếu bà Qua cần rút trước 50 triệu đồng, thì 150 triệu đồng còn lại trong sổ tiết kiệm vẫn được hưởng lãi suất như đã cam kết ban đầu. Những người mà có tuổi như chúng tôi có đồng tiền dư thừa để gửi số lượng tiền 200 hoặc 300 triệu chẳng hạn, nhưng rút ra số lượng chỉ 50, 70 đến 100 thôi, thì phần còn lại vẫn có lãi suất được như kỳ hạn. Thì còn gì mong mỏi hơn nữa? Thì đấy là cái điều chúng tôi mong nhất từ xưa đến nay. Mà chính sách ưu đãi thế thì chúng tôi thấy quá là phấn khởi rồi. Rút một phần tiền gửi tiết kiệm, phần còn lại vẫn được hưởng lãi suất như cam kết ban đầu. Động thái này khuyến khích người dân mạnh dạn gửi tiền kỳ hạn dài hơn. Tôi rất yên tâm gửi vào đây cái số tiền kỳ hạn dài. Vì là khi mà mình có nhu cầu rút số tiền nhỏ ra thì ngân hàng vẫn hỗ trợ mình cái phần lãi suất và ưu đãi vẫn lúc ban đầu. Nhiều ngân hàng đánh giá, thông tư số 04 không chỉ đảm bảo quyền lợi của người gửi, mà bản thân các ngân hàng cũng hưởng lợi. Mà có thông tư 04 thì khách hàng rất là chủ động trong cái việc mà họ chọn cái kỳ hạn dài hay ngắn, hoặc là cái việc mà họ có thể là gửi cái kỳ hạn có lợi cho họ trong cái phần mà lãi suất tiền gửi. Và khi họ có nhu cầu mà rút trước một phần để sử dụng cái mục đích cá nhân ấy, thì họ cũng không phải phân vân, bởi vì ngân hàng cũng cho phép họ sử dụng rút trước cái phần tiền đó để sử dụng cho nhu cầu của mình. Nhưng mà như vậy thì ngân hàng cũng có thể tiếp cận được cái nguồn tiền mà họ nhàn rỗi mà họ có sẵn sàng là để dài hạn cho ngân hàng. Thực tế thời gian qua, dòng tiền nhàn rỗi từ người dân chảy vào hệ thống ngân hàng liên tục tăng. Lãi suất tiền gửi nhích lên cũng giúp ngân hàng huy động vốn nhiều hơn.